Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, xây dựng khu vực trung tâm huyện Văn Lâm thành đô thị loại 3, huyện đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân để giải phóng mặt bằng cho các dự án đô thị lớn hiện đại trên địa bàn. Trong đó, vai trò của các đảng viên, người có uy tín vận động ngay từ người thân của mình đang được phát huy tích cực. Buổi cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho dự án nhà ở đô thị và công nghiệp Như Quỳnh, dự án có tính động lực cho tự phát triển khu vực lõi đô thị trung tâm huyện với diện tích trên 36 hectare. Mưa tầm thấm lâu, kiên trì vận động thuyết phục cho đến phút cuối, ngay trong buổi sáng diễn ra cưỡng chế, 11 trên 12 hộ thuộc diện cưỡng chế đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Chỉ còn lại một hộ với 600m² phải thực hiện cưỡng chế. Trước đó, trong giai đoạn 1, trên 260 hộ ở thị trấn Như Quỳnh và xã Đình Tù đã đồng thuận nhường đất cho dự án. Không chỉ gương mẫu chấp hành ngay từ sớm với vai trò tiền phong của người đảng viên, ông Thúy ở thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh còn vận động hai người con trai nhường hơn 4 xào ruộng cho dự án. Thì tôi là người đầu tiên nhận tiền bởi vì tôi thấy là cái dự án này mở rộng được cái đô thị nó rất hay. Nhận thức được đúng, tôi bảo các con cũng là gia lĩnh đầu tiên. Vận động xóm này nữa thì tiếp tục được 80%. Nhà tôi đây thì có 4 xào. Nhà nước có cái chủ trương thu hồi như vậy thì chúng tôi cũng đồng ý. Thì thực tế thì ruộng thì cũng để các cụ thì không làm. Vợ chồng trẻ bây giờ đi công nhân hết. Câu chuyện đảng viên gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người thân đồng thuận cũng được phát huy tại dự án khu đô thị Đại An ở xã Trường Chắc. Không chỉ sớm bàn giao diện tích ruộng nhà mình, ông Miên, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngọc Lịch trong vai trò người anh cả của gia đình còn vận động 8 người em đồng thuận ủy quyền cho mình nhận tiền đền bù diện tích ruộng của ông cụ thân tình đã mất. Bố mẹ tôi sinh ra 9 người con, hiện giờ trong miền Nam 3. Vừa rồi trong cái việc ủy quyền đó là tôi cũng đã phải rất vất vả, tức là gì? Yêu cầu trong kia phải có xác nhận của chính quyền địa phương trong miền Nam. Thế rồi có lăn tay, có điểm chỉ và ra ngoài này để ủy quyền cho tôi. Là người anh ở ngoài này đại diện cho bố, vì đây là tài sản của bố, của mẹ. Thế cho nên là các em tôi nó cũng đồng tình. Nhờ vai trò tích cực của những đảng viên, người có uy tín như ông Miên, đến nay hơn 150 hộ ở thôn Mộc Ti và Ngọc Lịch đã nhận tiền đền bù. Cơ bản các hộ còn lại đều đồng thuận nhưng chưa có mặt tại địa phương hoặc chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Xã Trường Chắc sẽ sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 20 ha đất cho dự án khu đô thị Đại An. Các đồng chí là đảng viên đấy, là cái lực lượng nòng cốt để tuyên truyền vận động cái chủ trương chính sách đối với những quyền lợi và nhân dân được hưởng. Những thành công này sẽ làm tiền đề để thời gian tới huyện Văn Lâm tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án nhà ở đô thị và công nghiệp Như Quỳnh trên địa bàn thôn Hành Lạc, dự án khu đô thị Đại An ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang và dự án khu đô thị Hòa Phát để sớm tạo ra diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực trung tâm huyện.